Chào cả nhà, em lại đến rồi đây. Cũng như mỗi khi, đó là những cái chia sẻ về mỗi cái chủ đề và mỗi một cái mẫu dài để anh chị có thể mình lựa chọn khi mình đi chơi hoặc là mình đi làm, để mình có thể lựa chọn được đôi dài ưng ý và theo sở thích của mình nha. Cả nhà yêu thương, hãy đăng ký kênh, subscribe kênh, ủng hộ cho anh như em nhiều video mới nha. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cho cả nhà một cái mẫu dài cũng đang rất là hot luôn. Tụi trẻ bây giờ kiếm rất là nhiều luôn, thịnh hành là Gucci. Gucci NY đẹp hơn người yêu cũ. Câu nói đẹp hơn người yêu cũ luôn. Mấy bữa nay cà phê cũng vậy, ngon hơn người yêu cũ nữa. Cái này hôm nay là Gucci NY đẹp hơn người yêu cũ luôn. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cho cả nhà một cái mẫu giá siêu hạt rẻ, siêu bất ngờ luôn. Thì thường thường á, các em tuổi sinh viên, học sinh hoặc là mình đi làm thì mình cái giá nếu mà một cái đôi giày đúng của nó thì tới mấy triệu một đôi lận, thì nó giá rất là cao. Và cái mức giá của nó nhiều khi mình không có thể mình mua một, mình sở hữu một cái đôi giày cho nó đẹp và nó vừa ý mình, thì mình mang những cái mẫu giày như thế này giá rất là siêu hạt rẻ luôn. Thì mình có thể mang thời trang, thì những cái dạng này thì mình chỉ mang thời trang thôi chị, một thời gian thôi, theo giống như 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, theo hoặc là nửa năm, theo cái mốt của nó thôi. Còn qua thời gian sau thì nó lại không có nữa, không mang nữa, thì những cái mẫu đó mình sẽ bỏ qua một bên. Thì mua giá mà cao quá thì nó hơi phí. Thì hôm nay em sẵn em chia sẻ cho cả nhà một cái mẫu giá thật siêu hạt rẻ, siêu bất ngờ luôn. Thì ở đây em có một cái mẫu NY đây nha cả nhà nha, NY của Gucci rất là đẹp luôn. Cái này là cái màu be nha anh chị, còn gọi là màu kem. Thì hiện tại tại shop em thì nó có 3 màu, màu trắng, màu màu kem ngà ngà và cái này là màu kem vàng luôn, là màu be đây. Thì giá thì thường những cái đôi này thì có giá nó rất là cao. Hàng này hàng super fast nha cả nhà nha. Thì trên những cái trên trang mạng em có tìm hiểu, em có xem thì cái giá của nó nếu một cái đôi này thì giá nó rất là cao, tới 600 lận. Nhưng mà hiện tại tại shop của em thì bán giá có 350.000 thôi. Giá rất là siêu hạt rẻ dành cho tuổi sinh viên, học sinh luôn. Thì hôm nay sẵn tiện em chia sẻ cho các em, nếu mà mình có nhu cầu, mình cần hoặc là mình cái mức giá tiền mình không thể sở hữu một cái đôi giày hàng triệu thì mình có thể sở hữu những cái đôi giày NY cũng rất là xinh, rất là đẹp như thế này, với cái mức giá siêu hạt rẻ để mình có thể mang mình diện đồ thể thao cho nó đẹp nha cả nhà nha. Đầu tiên những cái đôi này nó có chất liệu là màu da hết nha anh chị, mà là bằng da hết. Mở này là nó có là màu kem, màu be rất là dễ thương. Và đặc biệt ở phía sau của gót của nó có cái chữ Gucci. Đây cả nhà có thể thấy nó có cái chữ Gucci như thế này, nhìn rất là đẹp luôn. Và cái đường viền của nó nhìn cũng rất là sang. Cái này cái độ cao của nó là khoảng tầm 5 cm nha anh chị nha. Dạng xích sneaker cao khoảng chừng 5 cm nha anh chị. Và đặc biệt ở dưới cái phần đế của nó, là phần đế của nó nha anh chị nha, nó có để là Gucci Made in Italy. Và nó có cái in cái thương hiệu ở phía dưới luôn. Và nó có những cái ngôi sao phía dưới cái đế, nhìn rất là đẹp, rất là thời trang. Ở phía trong của nó lót cái màu ghi nha anh chị nha, như màu ghi như màu xám gì đó. Thì nó chất liệu bằng da thì nó tạo cảm giác mình mang mình im chân mà và mình thoải mái nữa. Thì những cái dạng như thế này thì nó có size từ 35 đến 39. Thì mình có thể kết hợp với những cái bộ đồ thời trang, giống như những cái bộ áo thể thao anh chị ha. Với lại mình có thể diện được những cái đầm hoặc là quần jean cũng được, nó cũng hợp. Nó cũng rất là dễ mang và nó không có kén đồ. Thì đây là cái mẫu mà nó mới về trong vòng mấy tháng nay và rất là thịnh, đang được chị em phụ nữ mình săn lùng rất là nhiều luôn. Với những cái đôi giày siêu hạt rẻ như thế này thì anh chị mà mình khi mình xài, mình mua mình xài, mình không có đắn đo, mình suy nghĩ. Và cả nhà nếu mà mình mua một những cái đôi giày như thế này, hiện tại ở shop thì có thể được tặng một đôi vớ kèm chung và được bảo hành keo trong suốt thời gian mình sử dụng luôn, nên anh chị có thể thoải mái. Nên mình nói super fast, mình sợ hàng nó không chất lượng, nhưng mà đảm bảo với anh chị là hàng 100%, xài bao bền bao chắc luôn.
Hàng này được đặt trực tiếp nha anh chị nha. Rất là êm và rất là mềm luôn. Giá cũng rất là hạt dẻ. Giá này là anh chị không thể kiếm được ở đâu có mức giá như thế này. Siêu hạt dẻ và mềm để anh chị có thể mình sở hữu một cái đôi giày hàng hiệu như thế này mà bạc chỉ có bạc trăm thôi chứ không phải bạc triệu. Rất là hạt dẻ luôn. Nếu anh chị dễ thương có thể like, comment cho em thêm ý kiến nha. Và đăng ký kênh, subscribe ủng hộ cho em ha. Em xin chào, tạm biệt các nhà nha.